Ây, thuốc khoa học nó đều dễ, gồm ba thành phần: quỳnh, kali, rogua. Kịch độc luôn. Let's mong mày xem. Đây, nhờ uống nước mày thử kìa. Quá độc. Mình cũng sợ luôn. Đây đây, uống nước ạ. Uống nước thử đi. Đó đó, đấy 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 đấy, ghê chưa, ghê chưa. Nó có thể làm thủng nội tạng, cứu được động vật nào khác con người. Đã đọc luôn. Làm được hoàn toàn là lưu huỳnh, kali, rogua. Nó thấy lưu huỳnh màu vàng đó, độc chưa, kịch độc luôn. Nóng dữ lắm, khoảng một trăm mấy độ C. Nóng được chưa? Video này kết thúc.